Thực tế là quy định hiện hành về an toàn thực phẩm bếp ăn trường học tuy không thiếu, nhưng rõ ràng chúng ta khó có thể biết được ý thức thực hành chế biến thực phẩm của đơn vị cung cấp tới đâu. Đã có nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh cần phải được trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm tra nguồn thực phẩm cho con em mình dùng tại trường. Và thực tế là hiện nay, một số trường đã thử trao quyền giám sát bữa ăn của con em mình cho các bậc phụ huynh và giải pháp này đã thu được những tín hiệu khá tích cực. Tranh thủ trước giờ tới công sở, bao giờ chị Thủy cũng qua trường tiểu học Đền Lư, nơi con mình theo học, để kiểm tra thực phẩm đưa vào bếp ăn. Trước đây, thi thoảng ban phụ huynh sẽ tới trường để kiểm tra đột xuất việc giao nhận thực phẩm, chế biến và các bữa ăn của các con. Nhưng bây giờ, việc kiểm tra được tiến hành hàng ngày. Theo chúng tôi thì cái nguồn thực phẩm sạch vào thì nó cũng sẽ ra cái chất lượng bữa ăn rất là tốt. Cho nên là bọn tôi thường xuyên là thay phiên nhau cùng với các thành phần của nhà trường thì đều có cái kiểm tra cái chất lượng thực phẩm đầu vào buổi sáng. Là 91 rồi nhé. Cân, nhìn, sơ, ngửi bằng cảm quan của mình, chị Thùy Dương kiểm tra tất cả những thực phẩm được giao cho trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên. Thay phiên nhau tới trường học để cùng giám sát thực phẩm, đó là cách làm của nhiều phụ huynh trong thời điểm này. Chúng tôi cũng cùng với nhà trường kiểm tra đến cái khâu thành phẩm nữa. Thì sau khi kiểm tra thì đảm bảo cái định lượng xuất ăn, thì sau đó là còn cân từng khẩu phần, tức là cân mẫu một khẩu phần ăn của các con rồi. Tất cả thực phẩm đầu vào chúng tôi nhận đều đảm bảo, thứ nhất là phải đầy đủ tem mác. Khi kiểm tra tem mác là phải còn nguyên vẹn bao bì, không rách hỏng tem mác. Và sau khi chúng tôi bóc tem mác ra thì chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ từng loại thực phẩm. Ví dụ như thịt hoặc cá, chúng tôi đều, một là cảm quan, hai là chúng tôi trực tiếp cắt từng miếng thịt hoặc miếng cá ra để kiểm tra xem là có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Trước đây, đa số trường học không công khai bếp ăn bán trú. Thì nay, nhiều trường đã để phụ huynh tham gia vào việc giám sát và quản lý. Điều này không chỉ làm cho bố mẹ yên tâm về sức khỏe của con em mình, mà còn giúp cho nhà trường kiểm tra kỹ hơn về thực phẩm đầu vào. Kiểm tra khâu đầu vào đó là khâu quan trọng nhất về chất lượng thực phẩm của các công ty đưa tới. Và thành viên của chúng tôi bao giờ cũng gồm 5 thành viên, đó chính là ban giám hiệu, đại diện ban phụ huynh của trường, cán bộ y tế của trường, cán bộ trực để cân đo thực phẩm, cộng với đồng chí kế toán để giám sát phần tài chính cũng như là số lượng cân đối với các công ty. Tôi nghĩ vai trò của phụ huynh trong cái việc kiểm tra giám sát cùng với nhà trường về an toàn thực phẩm là rất là quan trọng, bởi vì phụ huynh là một cái lực lượng khách quan và cùng với chúng tôi để kiểm tra tất cả các khâu đảm bảo về an toàn thực phẩm cho các con học sinh. Và đặc biệt cũng là một cái kênh để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh khác yên tâm gửi gắm con em ăn bán trú tại nhà trường. Kiểm tra đột xuất cũng là cách làm hay mà nhiều phụ huynh thường thực hiện vào giờ các con ăn trưa. Việc phụ huynh và nhà trường cùng bắt tay nhau giám sát bữa ăn cho trẻ là điều cần khuyến khích trong bối cảnh nhập nhoạng thực phẩm không an toàn thời gian gần đây.